Ai 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 ương phết nhỉ, ai 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 bằng cái danh con mà ương phết nhỉ, à, dám đánh lại người, ai 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 ương phết nhỉ, ai ai cua dữ phết nhỉ, hay là đang đẻ chứ? Ở trên này cây lúa này này, mấy con cua là bò cùng một chỗ, các bạn nhìn này, đây 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 đấy, 2-3 con. Mình chào tất cả các bạn nhé. Các bạn có nhớ cái ruộng nuôi cua này của mình không? Hôm vừa rồi mình thả một ít cây bèo cám xuống đây ấy, thế nhưng mà hôm nay là không còn một cái cây bèo cám nào cả. Ốc bươu vàng nó ăn hết rồi các bạn ạ. Vừa rồi mình định tính nuôi ốc bươu ở đây ấy, ốc bươu đen ấy, thế nhưng mà mình có nghe một bạn nào, bạn ấy bảo là nếu anh muốn nuôi được ốc bươu đen ấy thì anh phải hủy hoại hết, tức là phải lọc được hết ốc bươu vàng đi thì anh mới nuôi được ốc bươu đen, còn nếu không ốc bươu vàng nó ăn hết thức ăn của ốc bươu đen. Ừ đúng y xì. Cái bèo và mình thả vào đây chưa kịp lớn mà đã bị ốc bươu nó ăn hết rồi các bạn ạ. Thì hôm nay có lẽ là một cái buổi cuối cùng mình sẽ lên chợ mình mua thật nhiều cua về. Có bao nhiêu cua ở trên chợ hôm nay là mình mua bằng hết để mình về mình thả cái đợt cuối cùng vào đây các bạn nhé. Thì sau cái đó là cái ao này mình vừa nuôi cua và kết hợp nuôi trạch nữa. Mình bỏ cái ý định nuôi ốc đi, bởi vì nuôi ốc là nó ảnh hưởng cái thời tiết rất là lớn, và thứ hai nữa là cái nguồn thức ăn của nó là bị ốc bươu vàng nó cướp hết các bạn ạ. Đấy, để bây giờ mình sẽ về mình đi mua cua. Đây bây giờ mình sẽ lội qua cái chỗ này. Ôi, ai dạ, ui dồi. Dạ cháu chào cô. Cô nhận ra cháu ạ. Đây là con cá, đây là con cá chuối đây các bạn này. Ở quê mình gọi là cá chuối hoa, còn bên cạnh đây là con cá sô. Đấy, hai con này thì nếu ai không biết thì nó sẽ nhìn rất giống nhau, nhưng thực ra hai con này là khác nhau. Hai con này là một, con này là khác này. Đấy. Đấy, đấy là cái con cá sộp, còn con này là con cá chuối này. Bên này là sộp với lại nươn, cá rô. Ô, cua này kiểu như này. Cua này kiểu như cua chạy. 20 nghìn cho hơn này này. Cua đánh thuê. Chạy. Đâu để xem mến hắn đi mua ở đâu nhỉ? Chạy đâu mất rồi? À đây. Vừa đổ nhà về về. Vâng vâng. Không phải hay là hôm nay có dụng bỏ nữa. Cho cháu à, ừ đúng rồi, cho túi cho bao tải riêng nhỉ. Dạ dạ. Ngày sáng nay ngày chiều làm gì có cho chú. Vâng, cua đồng hay là cua sông đây hả cô? Ui giời, tao bán bãi rau cho mày chưa thỏ rồi. Không, cháu chỉ hỏi là cua đồng hay cua sông thôi. À dạ vâng. Vâng ạ. Sông cứ sân Giang có sông ở Trung Hưng toàn đi đánh hết đồng. Dạ dạ. Đồng khỏe. Cua đồng khỏe hơn cua sông. Mày về mày đổ mười mấy cân cua ra cả chết. Chỗ này chắc được tầm nó khoảng 3 cân nhỉ. Những cái con cua đầu tiên mà hôm nay mình mua được này. Đây mẻ đầu đó. 3 cân mốt. Không cắt nước đi à? Hả? Con của cô ơi, cô có bán không ạ? Cô có bán buôn không ạ? Cô hay là bác cân hộ cháu đi. Không, cháu quay video chứ cháu có soi gì đâu. Dạ. Cháu mà soi thì phải đeo kính cơ. Dạ vâng. Hôm nay là vào chủ nhật các bạn ạ, mình mua cua là nó đắt hơn mọi hôm một chút. Chủ nhật thì nhiều người ăn hơn ấy, thì nó giá nó lên cao hơn. Con chào bà. Wow. Đông quá, mình phải trọt ra ngoài này một lát để cho mến hắn đi mua. Chật quá. Đây cả cái dãy cá này, rất nhiều người quay ở cái dãy cá này.
Mình vừa sang bên chỗ của bác bán cua buôn các bạn ạ. Tức là bác cũng đã đi lấy về thì nó lẫn lộn cả cua sông lẫn cua đồng. Thì mình bảo bác nhặt cho mình ít cua đồng ra để mình mua. Đây cua đồng đây các bạn nhìn này. Cái con cua đồng thì nó đen hơn. Còn này con cua sông thì là nó vàng hơn. Mình có một chút kinh nghiệm là nếu như mình nuôi cua ở đồng ấy thì mình nên mua cua đồng về nuôi. Còn cái cua sông mà thả vào trong đồng là tỷ lệ chết nó cũng có đấy các bạn ạ. Nó xảy ra cũng nhiều đấy. Đấy thì hôm nay đây mình đang nhờ bác nhặt cho mình ít cua sông riêng ra để mình mua, còn cua đồng sau bác bán riêng. À cua, đúng không? Ôi, mình còn nói nhầm gì không nhỉ? Tức là cả hai loại cua này khi mà nấu ăn lên thì nó vẫn ngon như nhau. Có khi cua sông ngon hơn, thế nhưng mà để, nếu để mình nuôi thì là cua đồng vẫn hợp hơn. Cua đồng nó sống được ở đồng. Các bạn nhìn hai màu khác nhau hoàn toàn đúng không? Dạ. Dạ. Còn ở về bên này các bạn này, về bên này là những cái con cua mà cua nuôi chạy, cua này ăn vẫn rất ngon nhưng mà mình mua về nuôi lại thì lại không sống. Cua này nó không nuôi được, kể cả cái con trạch này cũng vậy, người ta nuôi được nhưng mà mình lại không nuôi được. Bởi vì cái môi trường nuôi nó khác với của mình. Hết rồi. Ồ, hôm nay chủ nhật nhiều người ăn quá đâm ra là người ta cũng mua mất nhiều quá. Mình chỉ mua được có từng này thôi. Đây cũng là cua lui này. Không phải là cua đồng mình. Chắc là mình phải về rồi sau mình lên chợ phố. Mình lên chợ phố mình sẽ mua thêm ít nữa. Tổng là mấy cân cua mình nhỉ? Nay mua được mấy cân? 5 cân ở trên chợ Giật. À được 5 cân bọn. À đây. Mấy người mang đến tao tao lấy cho được bảo đây thấy bảo hôm nay mua cua lên đây người ta. Ở làng mình hay ở đâu mang đến hả bố? Ở xóm mình ở Xuân Biều lên. Ở Xuân Biều lên á. Ừ. Vâng. Đây là cua đồng này. Con hôm nay con chỉ mua cua đồng thôi, không mua cua sông nữa. Đây toàn cua đồng. Chỗ này được bao cân hả bố? Tầm cua trên này. 6 này. Thì hơn 7 cân rồi. Hơn 7 cân thì chỗ này là 5 cân à? 5 cân là đi 12 cân. 12 cân tầm đấy. Vẫn còn thiếu các bạn ạ. Đợt này mình muốn mua một lần này thôi, giờ xong mình không mua thêm nữa thì mình sẽ mua nhiều một chút. Bây giờ mình sẽ lên trên chợ phố để xem là người ta còn không, mình mua ít. Đấy, hôm nay là toàn cua đen thôi, không có một con cua nào mà người ta nuôi các bạn ạ. Kéo lên trên rồi, bây giờ đi để về thả cho nhanh không thì chết hết. Cua cá ở đâu ta? Đây là chợ Thắng mới các bạn ạ. Còn chợ Thắng cũ ở mãi đằng dưới kia. Mình vào chợ mới này để xem người ta có cua cá không đã. Đây là cá này. Nếu có thì cũng không nhiều. Ở đây. Cháu chào cô. Cô ơi, cua đồng hay là cua sông đây hả cô? Cua đồng ạ, dạ vâng. Cô bán mấy đồng ạ? Cháu mua cá. Cua này 15 nghìn một lạng. 15 nghìn. Để cho xem nó có phải cua đồng hay cua sông nào. À, cua này cua sông. Cua sông, cua sông. Cháu đánh cua mà, cháu mua về để cháu nuôi ấy. Dạ vâng. Cua sông thì mình nuôi đồng không nuôi được. Còn cua bên này là thế nào cô? Cua nhỏ 10.000 một lạng. 10.000 một lạng. Đấy về nuôi đẹp quá gì đó. Cô để cháu đằng này đi. Bây giờ vẫn còn những con chuối to thế nhỉ? Hay chuối này chuối ao đấy đúng không? Yeah. Ui, hai con ong này. Hai con ong này. Ui, được cua này mà là cua đồng nuôi thì ngon nhỉ? Mình đã mua được 8 nạng cua nhỏ ở trên chợ Thắng mới các bạn. Bây giờ vợ chồng mình sẽ về chợ Thắng cũ. Ơ, làm gì mà cãi nhau to thế nhỉ? Chợ Thắng, huyện Hiệp Hòa. Đây là chợ Thắng cũ các bạn. Hy vọng vào đây mình sẽ mua được vài cân cua nữa.
anh xem là có cá koi hàng nhỏ nhất không anh, để xem ít. À, nếu mà em chọn những con nhỏ thì giá thế nào anh? 10.000 một con. Vâng. 10.000 của một con. Em thả ao mà không có lọc, ao rộng có được không anh nhỉ? Thoải mái. Thoải mái. Còn đối với em hơn là nhà cửa bẩn, nó môi trường tự nhiên mà. Thế thì anh nhặt cho em lấy 10.000 một con à? Ừ. Anh nhặt cho em lấy 30 con. 30 con các màu nhá. Mình mua thêm ít cá koi koi con này về các bạn ạ, để thả xuống ao. Đấy, bởi vì cá koi là nó không ăn cua, cho nên là mình thả xuống ao hợp lý này. Còn ở bên này là koi to. Koi to là mình vẫn mua thả vào trong bể đấy. Nhưng mà mình mua koi con này cơ. Mình đã về đến nhà rồi. Để bây giờ mến cân gom hết cái số cua mà hôm nay mình mua được vào trong cái bao tải này. Tẹo để mình cân xem là được tổng bao nhiêu cua. Còn ngay bây giờ mình phải thả cái lẫm cá này xuống dưới ao, không là nó tèo mất. Lúc từ lúc lễ giờ về đường nó cũng không xa lắm, nhưng mà kiểu cá người ta nó cũng yếu ấy. Mình nhìn thấy tèo mất 1-2 con rồi sao ấy. Ồ sao mình lại đi đường này nhỉ? Mình thả ít cá koi này xuống ao để cho nó nằm cảnh cho đẹp các bạn ạ. Hy vọng là sau này nếu như mà nó có thể sinh sản được thì tốt. Còn thì nói chung là về giá trị kinh tế thì chắc là cũng không có đâu. Mình nuôi thêm cá koi này để cho nó vui thôi. Ôi xa xa. Đấy. Đấy mình sẽ vứt xuống dây dưới này để cho nó quen với cái môi trường nước trước đã. Đây. Đấy, ui, ui. Cá mình vứt xuống đây này, cua là ăn này, sơ xác hết này. Đây. Đấy. Cái con cá to nhất thì chết này. Thế gì này. Đây. Hơn 40 con, 43 con các bạn ạ. 43 con cá koi. Đấy, cứ ngâm ở đây đã ăn. Mày ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Mày ra ra. Ý, say, ý, say. Đã đời chưa? Đã đời chưa? Ấy, nó chạy khắp nơi cả rồi. Có độc gần 50 con cá. Bây giờ là nó đã chui rúc khắp nơi hết rồi. Đây, mình vẫn nhìn thấy có mấy con này. Nước nó trong thế, nhưng mà dù gì cũng không bằng cái nước ở trong bể của mình được. Cái con cá này nó bị chết mất rồi. Thôi được, chết đây, mình cứ để đây sau cua nó ăn luôn. Đấy, đã xong cái phần cá. Đây nó giúp hết ở dưới gặm bèo này các bạn này. Đây, đây cả một đàn nó giúp ở dưới này này. Wow, 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 wow. Rồi, bây giờ mình về mình thả cua. Đây, cái túi bóng mình cứ tạm vào đây ạ. Sao tính sau. Hôm nay cái số lượng cua mình mua được là nhiều hơn mọi hôm. Và cái số cân nhiều hơn và cái số con cũng nhiều hơn các bạn ạ. Hôm nay là gần như không có cua vàng mấy, chỉ có mỗi cua đen, cua thâm thôi này, toàn bộ là cua đồng hết. Ây xa, một lố. Đây ở bên này, nó dồn hết về bên này cho các bạn xem này. Đây này, đây này. Đây. Ui. Còn những con cua này nó bị chết là do người ta đánh nó bị kém rồi, cụt hết càng là nó chết này. Cái cua chết này sau mình sẽ vứt xuống dưới ao dưới kia để cho cá chê. Bây giờ thì mẹ mày mến bốc vào hộ con trong bao tải để con xuống đổ xuống ao. Đấy. Mình có một cái chút kinh nghiệm này nho nhỏ mình học được do thực tế nhé, là chúng ta lên thả cua sau khi người dân là đã phun hết thuốc cỏ và thuốc ốc rồi. Vừa rồi mình cũng có bị chết mất một ít, bởi vì là cách đây cũng không lâu đâu, mới gần đây là do người dân phun thuốc cỏ ở đồng này này, làm cho mưa nó bị chảy tràn vào ao của mình thì nó cũng bị chết mất một ít. Đấy, đầu tiên mình thả không chết, nhưng sau đến lúc người dân phun thuốc cỏ thì bị chết. Đấy, cái việc nuôi cua ở ngoài ruộng là nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái môi trường cây lúa người ta phun thuốc. Cho nên là đợt này cây lúa nó lên rồi, không ai phun thuốc cỏ nữa thì mình bắt đầu mới lại thả thêm cua giống. Đấy, để bây giờ mình nhờ mẹ bốc vào cho mình rồi sau mình cân thử xem là được bao nhiêu nhá. Đây nhiều quá, nó đang bò lên này. Hôm nay mình mua được rất nhiều cua nhỏ các bạn ạ. Rất nhiều cua nhỏ luôn. Uấy. Đây, cua nhỏ này thì là giá nó rẻ hơn này, nãy được nhiều cua hơn này. Đấy. À, 10 cân này, 10 cân cho cái bao này lên hộ anh. Xem là được bao nhiêu cân nào. Đấy. Nhanh chóng lên không là nó bém mất. 17 cân. Được 17 cân. 17 cân cua bây giờ là không phải là 1.700 con nữa mà nó phải tầm khoảng hơn 2.000 con, bởi vì hôm nay toàn cua nhỏ đấy các bạn. Ui dù, tí ngã. Đây, mình sẽ đổ lên cái tấm này để cho nó bò ra từ từ. Ây dạ dạ. Một bao đầu tiên, đúng không? Ghê, chúng nó đang bắt đầu chạy ra này.
À, bao thứ hai. Bỏ không nữa. Bao thứ hai. Ôi giời ơi. Quá đã luôn. Lần này là mình thả là số lượng cua là nhiều nhất đấy. Sau đợt này là mình không thả thêm nữa các bạn ạ. Thế thôi, để cho nó tự sinh sản ra. Cho nó tự sinh sản ra. Ôi da da. Ghê chưa. Hơn 2.000 con cua giống và hơn 40 con cá koi. Đấy. À, mẹ hơi hơi bới bới một tí. Đấy đây đây. Bỏ ra đi. Đấy. Ôi. Hàng ngàn con cua đang hàng ngàn con cua đang bỏ xuống. Đấy, mẹ cứ để đấy, mẹ cứ để đấy, đừng vén. Đấy mẹ đi núi ra đi, không là dẫm phải cua rồi đấy. Mẹ đi núi ra. Ghê chưa? Mình cứ để cho những con nào khỏe nó bò ra trước, còn sau những con yếu mà nó không bò ra được thì sau mình sẽ lấy tay mình bới nó ra. Một lúc cái này hết ngay mà. Đấy. Đợt này lúa ở quê mình là người ta đã không còn phải phun thuốc cỏ nữa và không phun thuốc ốc nữa. Lúa tốt tầm này là ốc không ăn được nữa, thì là người dân không phun thuốc nữa, thì mình thả cua là yên tâm luôn. Đấy. Nếu bạn nào mà có muốn nuôi cua thì các bạn thả từ tầm giờ thì đi là đẹp này. Trước lúc cấy là thả không được. Trước lúc cấy hoặc là vừa cấy xong các bạn thả là nó bị nhiễm thuốc trừ sâu hoặc là thuốc cỏ chết. May của mình đây là ao là được quây bằng cái bờ rô xi măng các bạn ạ. Xong khi đó là mình còn sắn bờ chung quanh nữa, mình đắp lên thành một bờ cao. Thì cái lượng nước nó ở ngoài đồng ấy, nó tràn vào ruộng của mình nó không nhiều. Nó chỉ ít thôi, đâm ra nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái con cua nhiều lắm. Còn nếu các bạn mà cứ nuôi theo kiểu là nước trên ruộng nó chảy xuống bao nhiêu nó vào ao của mình hết ấy, thì gần như là các bạn chết hết. Đấy. Ghê chưa. Bây giờ cái chiếc ao của mình không còn gọi là ao cua nữa các bạn ạ. Bây giờ phải gọi nó là một cái ao cộng đồng. Cua này, cá này, rồi sau này nếu mình có thả trạch nữa thì là cua trạch cá. Ai xa, ao cộng đồng đấy. Nuôi như thế thì cứ con nọ nó sẽ giúp ích cho con kia. Ví dụ như là cái con cua thì nó sẽ ăn thức ăn thừa của con cá, hoặc con cá thì nó cũng lại ăn thức ăn thừa của con cua. Đấy, hai con đấy là nó không cắn nhau. Đây cũng bị chết mất mấy con này. Rồi. Mình không muốn đổ xuống một phát là kiểu nó bị sốc nước ấy. Sốc nước là nó kém, nó như con cá mà. Sốc nước không tốt. Đấy. Wow. Bây giờ là mình đi có thể là dẫm phải cua luôn. Đầy gì chân ấy. Đầy chân mình phải đi, mình phải lấy chân mình sục để cho nó tránh cái con cua ra ngoài. Đấy. Đã đời. Đây nó ôm nhau thành từng bè một. Ôm nhau thành từng bè một ở đây các bạn. Đấy. Đấy. Những con này chết rồi. Con này nãy là nó chặt quá. Xuống đi. Ai à, cắp, ai à. Lắng ghê thật. Ui, nước ở đây hình như cạn các bạn ạ. Mấy hôm nay kiểu nó lắng to nhiều ấy, nước nó cạn này.
mình lại nên thăm cái bể cá mà nó ở trong cái ao tù này các bạn ạ. Bao nhiêu năm à, bao nhiêu ngày tháng giờ những con cá, con tôm, con cua ở đây không ra được. Hôm nay mình lại nên cho nó ăn này. Chắc là hôm nào mình rảnh rảnh mình sẽ làm một cái cuộc giải cứu, tức là mình sẽ tát hết nước ở đây đi, bắt xem được bao nhiêu con cá, bao nhiêu loại cá, loại tôm, loại cua nó ở đây, rồi xong cái đó là mình thả nó ra ngoài sông các bạn. Đấy thì nhiều khi mình cứ ra ngoài đồng, ngoài ao mình bắt cá về cho chim ăn ấy, thế nhưng mà những con cá này nó ở tù ấy, nếu mà mình giải thoát được cho nó thì mình lại có một cái cảm giác nó vui vui. Kệ nó, cái cuộc sống nhiều khi nó là như vậy. Đây để mình vứt cho nó ít cá vào đây. Mấy cái rong mình cho vào đây lắng quá không sống được các bạn ạ. Nước nóng lắm. Đây. Để mình sờ thử xem cái nước này. Nóng lắm. Ui giời ơi. Nóng cái này rong sống làm sao được. Đây mấy cái rong trước đó mình cho vào đây này. Đấy. Cá nó vẫn còn nguyên như vậy các bạn. Cá mới tôm. Ở bên này nữa mình cho nó ít. Bên này nhiều hơn. Ui mình thả cám xuống cá nó ngoi này nó đớp các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Cái cá hơi to, mình cho nó cắm nhỏ này. Đấy. Và ui giời chết nhiều quá. Vào một tuần nay giờ mình mới quay lại đây cho chúng nó ăn. Đây nó sâu xuống đây nó ăn này. Nước ở đây nó cũng gọi là sâu sâu, nhưng mà nắng nó chiếu từ sáng đến trưa ấy. Cái hướng này là bị nắng nó chiếu từ sáng đến trưa này, cho nên nước rất nóng. Được rồi, hôm nào rảnh mình sẽ làm một cuộc giải cứu cho những con cá này. Bây giờ mình phải về đây. Đấy, cho nó ăn thế thôi. Đấy, cắt cho chú thêm một cây nữa. Đấy rồi con cầm vào đây, con cầm cả liềm lẫn cái cây mà con vừa cắt vào đây. Thế nào, cái công việc nhà lông của chú có khó không? Không. Bình thường á. Mình có nhờ một cháu nhỏ lên nhà mình chơi các bạn ạ. Anh chị với các cháu ở Hải Phòng lên nhà mình chơi thì đúng lúc mà mình đang đi lấy đồ ăn cho cái con chuột và hamster các bạn. Rồi, quên, chuột lang, quên mất là chuột hamster. Rồi,